Rồi, hello cả nhà YouTube của mình nha. Em Hiếu đây, lâu lắm rồi em không lên clip với mọi người nha anh em. Thì hôm nay em lên sóng cho anh em vài bé da dép có sẵn. Thì mấy bé này thì có sẵn đây tầm khoảng 10 xe thôi, mà em đang dọn rất là nhiều nha anh em. Em đang về dọn rất là tầm khoảng 10, mười mấy, 20 xe nữa. Đủ giá hết nha. Tại vì mỗi anh em là mỗi điều kiện khác nhau. Nhiều lúc anh em đam mê mà không có với tới 400-500 triệu thì anh em có thể chơi xe 200 mấy 300 mấy nha. Đó, về pháp lý thì mình vẫn sang tên toàn quốc hết nha anh em, vẫn sang tên toàn quốc hết, quan trọng là cái chất xe nó như thế nào. Đây thì mình giới thiệu cho anh em một cái giá tầm vừa túi tiền chơi, con này vừa tầm túi tiền cho anh em chơi luôn nha. Dọn full nail từ trong ra ngoài hết. Mình bán với giá con này là 330 triệu nha. Con này là 015 đầu. Con này là 015 đầu, thanh lý hải quan hồ sơ cầm tay nha anh em. Dọn full nail. Về pháp lý là bao anh em sang tên toàn quốc, trục trặc là mình trồng đủ tiền, mình không có đọc cái câu thần chú nam mô bởi vì thì là nha anh em. Đó. Còn con Mobi này thì lăn quanh hơn 500 một tí nha anh em, con đã ra biển số Đồng Tháp. Con này lăn bánh có 600 cây thôi, cũng như con xe mới rồi nha anh em. Đó. Còn bên này, con này mình lên sóng cho anh em một cái con này nè. Con này là Mobi, mà nguyên một con Mobi tả thùng, số seri 1108, lăn bánh 2.500 cây, có hộp sách đầy đủ theo xe nha anh em. Con này anh em biết tại sao nó lại như thế này nè. Bây giờ cái con này với cái con này á, nó chênh nhau tới 200 triệu lận, mà cái con này nó còn keng hơn con đó. Nó như con đó luôn, 2.500 cây, nguyên một con, đầu nồi chưa rớt hết. Chất xe là chất xe thùng nha. Nếu anh em có ý định mua xe mà không phải mua kinh doanh, mua để sử dụng nha, dứt con này mình bán với giá là 340 triệu, bao anh em ra tên Sài Gòn. 340 triệu bao anh em ra tên Sài Gòn nha. Nguyên một con xe thùng, zin từng con ốc, đầu nồi chưa rớt hết nha anh em. Xe zin nha, vỏ đồ theo xe hết, nguyên một con zin Movista. Đó. Anh em biết tại sao nó rẻ hơn 200 triệu không anh em? Tại vì cái số khung, số máy đóng theo biển số nha. Nha nè. Xe zin không lai bất cứ thứ gì nha. Anh em nhìn cái cục máy nè. Đó. Nó mới tăng luôn nha anh em. Nguyên một con, đầu nồi chưa rớt, odo 2.500 cây. Báo giá cực kỳ dễ chơi. Anh em mua mà không kinh doanh nha, mua để sử dụng, anh em có thể bỏ ra 340 triệu mình bao anh em ra tên Sài Gòn. Chất xe như nhau. Chất xe con này với con xe thùng lướt như nhau hết nha anh em, tại vì nó là con xe zin. Mà vì một số kỹ thuật nào đó, số khung, số máy thanh lý theo biển nha. Vẫn là sang tên toàn quốc nha anh em. Tỉnh thì mình hỗ trợ nhập tùy tỉnh nha. Ví dụ 64 tỉnh thành cũng nhập được hết 50 tỉnh đó nha anh em. Rồi, về phần kế tiếp là con trên này đi. Con trên này là mình bán với giá 460 mấy triệu nha, nguyên con Movista nha anh em.
hộp sách hồ sơ cầm tay theo xe đó. Còn con đỏ này là phong cũ nữa nha. Con đỏ này mình bán với giá là cũng 335 triệu, đầu 014. Con này mình bán với giá là 238 triệu. Con này đã ra biển số Sài Gòn rồi nha, mà cái biển số mình quăng đâu mẹ rồi. Đây cái cà vẹt ở đây nè, mình lật cà vẹt cho anh em xem nha. Đây con này nha anh em, con này bao ra tên Sài Gòn nha, tỉnh bao ký quyền cho anh em đi toàn quốc. Con này bán giá 238 triệu nha anh em, nguyên một con xe Movista rất là keng nha. Xe giá rẻ cho anh em nào đam mê ít lúa, anh em có thể chơi hợp pháp đi lưu thông toàn quốc nha anh em. Ở đây là những có mẫu xe, tại vì hồi bữa mình nhiều lắm anh em, hồi bữa mình mười mấy 20 chiếc mà mình bán hết rồi. Hiện tại mình đang dọn, mình vừa về, mình vừa về nhiều lắm, mình đang dọn rất là nhiều nha. Xe giá đủ giá hết cho anh em, anh em cứ ghé cửa hàng của mình, lúc nào cũng có xe nha. Tầm khoảng một tuần nữa thôi là xe về rất nhiều nha anh em. Con này cũng khá cũng tạm ổn này anh em. Con này xe của mình đi nha. Con này nếu mình bán có hơn 700 nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha, dưới phần thông tin đây. Rồi chào anh em.